Xin kính chào tất cả quý khách hàng, các cô chú và các anh chị em đến với kênh Hồng Thanh Hàng Thùng. Em xin kính chúc tất cả quý khách hàng có một ngày mới thật là nhiều niềm vui. Các anh chị cô chú đang theo dõi video của em Thanh có nhu cầu đặt hàng vui lòng liên hệ qua số điện thoại hoặc Zalo 0832 625789 để em Thanh tư vấn và gửi hàng cho mọi người. Và các quý khách hàng đang xem video của em mình chưa có đăng ký kênh thì vui lòng bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video của em Thanh lên mỗi buổi sáng hàng ngày ạ. Và ngày hôm nay thì em sẽ gửi tới các quý khách hàng đấy là sản phẩm áo di lê nhiều túi hàng của Nhật các anh các chú ạ. Và đặc biệt là ngày hôm nay thì em Thanh sẽ bán đồng giá là 150.000 một sản phẩm thôi. Bình thường những áo này thì em Thanh có thể bán là 200 hơn 200 hoặc là thậm chí là 300 hơn 300. Thì ngày hôm nay em Thanh sẽ bán đồng giá tất cả là 150.000 một sản phẩm và miễn phí ship giao hàng toàn quốc khi các anh các chú mình đặt hàng và nhận hàng. Còn trong trường hợp các anh các chú mình đặt hàng nhưng vì một lý do bất khả kháng mình không nhận thì vui lòng thanh toán phí ship giúp em Thanh là 30.000 ạ. Và em sẽ đi vào chi tiết sản phẩm ngay bây giờ. Hôm nay em sẽ lên là mã B các anh các chú nhá. Tiếp tục là mã B ạ. Đầu tiên mã B51 này, B51 ạ. Ở cái này áo di lê thì em Thanh sẽ không đo phần vai nhá, các anh các chú mình cứ để ý phần bụng và phần chiều dài thôi. Và đặc biệt lưu ý giúp em là những chiếc áo di lê thì mình sẽ mặc cái form nó ngắn một xíu chứ mình đừng mặc dài các anh các chú ạ, bởi vì là những chiếc áo di lê này thì là các anh các chú mình có thể khoác ngoài hoặc là mình mặc chỉ là cái thời trang phong cách thôi, nó cũng không có tác dụng chắn nắng chắn mưa gì cả. Tuy nhiên thì cũng có một vài mã thì nó sẽ là có thể các anh các chú mình mặc cái hôm thời tiết hơi se lạnh, còn chủ yếu nó sẽ thiên về cái thời trang phong cách các anh các chú ạ, cho nên mặc sẽ hơi ngắn so với áo bình thường nhá. Mã B51 ạ. Bụng 53 và dài 67 các anh các chú nhá. Cái phần vai này thì là nó sẽ em không có đo bởi vì là tùy theo cái form dáng của áo thôi. Có những áo thì có thể là mặc các anh các chú mặc đến tận ngoài vai này, còn có những áo nó chỉ mặc đến nửa vai thôi, qua nửa vai thôi. Mã B51, bụng 53 và dài 67, giá 150.000 cho một chiếc áo cực kỳ nhiều túi với tông màu ghi màu này là nó là màu be các anh các chú ạ. Màu này thì cực kỳ dễ mặc rồi. Các anh các chú mặc bên trong với màu áo nào cũng rất là đẹp. Áo lưới toàn bộ các anh các chú nhá, áo lưới và những cái phần túi của nó thì sẽ vải kaki. Rất là nhiều túi, con này thì nó 4 6 7 8 8 cái túi luôn các anh các chú ạ. Mã B51, bụng 53 và dài 67, 150.000 thôi. Hôm nay tất cả là 150.000 miễn phí ship các anh các chú nhá. Em Thanh lên mã B52 này. Bụng 52 và dài 60, một em áo á, một em áo di lê màu trắng, chất vải kaki các anh các chú ạ. Con này thì nó sẽ là toàn bộ nó là túi ốp. Nó túi ốp và ngoài ra thì nó sẽ có hai cái túi rất là to ở phần trước ngực như thế này các anh chú ạ. Cúc thì nó sẽ là thiết kế là cúc bấm đây ạ. Cúc bấm, tông màu trắng ạ. Mã B52, bụng 52 và dài 60 các anh chú ạ. Chất vải kaki dày dặn nhá. Cái này thì các anh chú mình mặc theo phong cách thời trang hoặc là kể cả những hôm mà thời tiết hơi se lạnh các anh chú mình mặc cũng có tác dụng là mình giữ ấm cơ thể đấy ạ. Mã B52, bụng 52 và dài 60 ạ, 150.000 ạ. Em Thanh lên mã B53, bụng 48 và dài 63. Con này thì cái form của nó hơi nhỏ đấy các anh các chú nhá. Mã B53, bụng 48 và dài 63 các anh các chú. Một em áo hiệu phiêu cọt với tông màu là màu đen. Chất vải của nó là vải gió dù các anh các chú nhá. Con này thì rất là đẹp. Bình thường thì bán cỡ khoảng bán nó là tầm 350.000. Nhưng mà hôm nay thì em Thanh sẽ bán 150.000 thôi ạ. Đây các anh các chú này. Sẽ có phần về phía sau lưng này. Nó có một cái túi rất là to. Nó sẽ phối, nó sẽ là áo gió dù các anh các chú nhá, phối với lại lưới rất là dày dặn. Form này thì mặc lên cực kỳ đẹp, tuy nhiên form nó hơi nhỏ, sẽ phù hợp với anh các chú mà dưới 60 cân giúp em. Đó, nó sẽ là có 4 túi đằng trước này, có 4 5 túi luôn các anh các chú ạ. Đó, hai bên này thì nó sẽ có cái đai. Có cái đai. Mã B53, bụng 48 và dài 63, 150.000 ạ. Em Thanh lên mã B54. B54, một em áo với chất vải kaki màu nâu nhạt. Mã B54, bụng 55 và dài 63 các anh nhá chú ạ. Bụng 55 và dài 63 nhá. Đó, tất cả phần túi của nó là túi ốp này. Con này thì nó sẽ là có 4 túi kéo khóa răng cưa. Chất vải kaki. Những cái con chất vải kaki này thì các anh nhá chú mình mặc mùa hè để chống nắng hoặc là những hôm mà thời tiết hơi se lạnh, các anh chú mặc nó giữ ấm cái phần lồng ngực của mình cũng khá là tốt đấy ạ. Mã B54, bụng 55 và dài 63. Đó, cực kỳ là nhiều túi luôn cho các anh các chú đây. Phần dưới này nó là túi hộp, nó sẽ là túi kép các anh các chú ạ. Một cái túi ngoài lưới này, một cái túi ở phía trong, tất cả nó đều có khóa dán như thế này. Mã B54, bụng 55 và dài 63, 150.000. Em Thanh lên mã B55. Mã B55, bụng 52 và dài 57. Mã B52 ạ.
Bụng 52 và dài 57 các anh chú nhá, với tông màu của nó sẽ là màu trắng kem. Cái này thì nó sẽ phối với cái chất vải là gió, vải gió cùng với lại vải lưới các anh chú ạ. Phía đằng sau lưng nó là chất liệu lưới, lưới đây ạ, rất là mềm. Phía trước của nó thì là chất liệu gió các anh chú nhá. Con này thì nó cũng khá là nhiều túi, cái túi của nó siêu to luôn các anh chú ạ. Túi của nó rất là to, còn một bên thì nó sẽ là cái này thì nó hệ túi kép, nó là túi kép này. Có túi to như thế này này, sau này có một cái túi đằng trước nó lại nhỏ hơn một xíu và nó có cúc bấm. Đó. Mã B55, bụng 52 và dài 67 các anh các chú ơi. Tông màu trắng kem. Con này thì mặc cực kỳ dễ mặc luôn, giá 150.000. Em Thanh lên mã B56 ạ, một con áo với tông màu xanh, cái này nó là màu xanh than các anh các chú ạ, mã B56, bụng 54 và dài 62, mã B56 ạ. Bụng 54 và dài 62 các anh các chú nhá. Chất vải kaki rất là dày dặn. Toàn bộ cái phần túi của nó thiết kế là túi ốp và cúc bấm màu đen anh các chú ạ. Đó, nó sẽ có rất là nhiều túi phía trước và đặc biệt là sẽ có hai cái túi ở hai bên thế này. Có khóa giá nữa để các anh các chú mình để những cái vật dụng nó lớn hơn ý. Mặc những con này các anh các chú mình ở đi phượt này hoặc là mặc thời trang phong cách rất là đẹp. Tông màu này đẹp lắm anh các chú ơi. Cái tông màu này gọi là màu xanh hải quân thì đúng hơn anh các chú ạ. Mã B52. Bụng à, em xin lỗi ạ, mã B56 ạ. B56. Bụng 54 và dài 62, mã B56, bụng 54 và dài 62 ạ. Chất vải kaki anh các chú nha, dày lắm, cầm nặng chịch tay. Em lên mã tiếp theo, mã B57, bụng 53 và dài 61 ạ. Bụng 53 và dài 61 anh các chú nhá, với chất vải của nó sẽ là chất vải gió. Ồ, con này nó rất thiết kế rất là hay. Chiếc áo 2 trong 1, các anh các chú ạ, nó có thể là áo hai lớp này. Áo ở phía đằng sau của nó ấy, nó sẽ là một lớp lưới ở phía trong và một cái lớp kaki như thế này. Nếu mà hôm mà các anh các chú mình không thích mặc kiểu kaki ấy, chẳng hạn là mùa hè chẳng hạn, thì mình có thể kéo khóa tháo nó ra. Đây ạ. Đây các anh các chú ơi, nó tháo ra nó là lựa lại thành một lớp lưới lưng thôi. Đó, nó sẽ có khóa ở hai bên này nữa này để tháo ra. Còn nếu mà hôm mà chẳng hạn là các anh các chú mình thích là mặc nó không không có lưới nhiều ấy, thì các anh các chú lại này, thêm cái miếng vải kaki này vào. Đó, nó thành một chiếc áo đúng không ạ, chiếc áo 2 trong 1. Con này thì nó đơn giản thôi, nó có 4 túi thôi ạ, có 2 túi khóa dán và 2 túi kéo khóa các anh các chú ạ. Hiệu của nó là hiệu Bristol Khaki, ở một em thương hiệu của Mỹ các anh các chú ạ. Mã B57, bụng 53 và dài 61 các anh các chú ơi, giá 150.000, con này quá tiện dụng luôn. Kể cả các anh các chú mà mặc mùa hè hay mặc mùa thu đều rất là hợp. Mã B57, bụng 53 và dài 61, 150.000. Em Thanh lên mã B58 này, một em kaki với tông màu ghi sáng, mã B58, bụng 54 và dài 60, mã B58 á, bụng 54 và dài 60. Con này thì nó toàn bộ của nó sẽ là túi ốp nhá. Phía trước nó sẽ có túi ốp như thế này, nó có khóa dán này. Con này thì nó đơn giản hơn, nó chỉ có 4 túi như thế thôi. Và cái cổ này của nó cũng kéo khá là cao, chất vải kaki. Các nhá chú mặc mùa hè hay là mặc mùa thu đông đều được. Màu này cũng cực kỳ dễ mặc anh nha chú ạ, chất vải kaki rất là mềm mại. Đó, một em hiệu Big Feel. Mã B58, bụng 54 và dài 60, giá 150.000, quá rẻ đúng không ạ? Em Thanh lên mã B59, một em áo hiệu Plus Rich. Mã B59, bụng 51 và dài 63, mã B59 á, bụng 51 và dài 63 các anh nha chú nhá. Con này thì túi hộp ở phía đằng trước, nó đều là các túi hộp như thế này. Trông cũng khá là hầm hố luôn. Đằng sau lưng của nó thì là phối bên lưới các anh các chú ạ, tông màu nâu nhạt, tông màu nâu nhạt ạ. Tất cả cái phần khóa của nó, cái phần kéo dây móc khóa này của nó thì là bằng kim loại nhá, còn cái dây khóa này thì là bằng nhựa các anh các chú ạ. Con này thì cực kỳ dễ mặc, anh các chú mặc đi câu này hoặc là đi săn rồi đi phượt đều được ạ. Đó. Túi là túi hộp. Mã B59, bụng 51 và dài 63. Bụng 51 và dài 63, mã B59 ạ. Em Thanh lên mã B60. Con này để phù hợp các anh các chú mặc hôm mà thời tiết nó hơi se lạnh để mình có thể giữ ấm cái phần lồng ngực, giữ ấm cơ thể mình anh các chú nhá. Đó là áo gió dù, mã B60. Bụng 55 và dài 69 anh các chú ạ, với tông màu của nó sẽ là màu rêu ghi. Màu rêu ghi ạ, con này là một em áo hiệu Differ. Hàng này là của Hàn thì phải anh các chú ạ. Sẽ có dây kéo ở dưới này, gió dù. Chất vải gió dù một lớp anh các chú nhá. Toàn bộ cái phần túi của nó đây thì đều có kéo khóa. Mã B60 ạ. Bụng 55 và dài 69. Mã B60.
bụng 55 và dài 69 các anh các chú nhá, 150.000. Cái này các anh các chú mình mặc ở nhà hôm mà mùa đông hơi trời thời tiết hơi se lạnh, hoặc anh em chúng mình đi tập thể thể dục buổi sáng ấy ạ, thì nó cực kỳ tiện dụng luôn. Mã B60, bụng 55 và dài 69 á, 150.000. Em Thanh lên mã B61, một em áo với tông màu xanh ghi. Bụng 52 và dài 56 ạ, mã B61 anh em chú ạ. Con này thì được cái chất vải của nó rất là mềm nhá. Chất vải của nó là 100% chất kaki cốt tông ấy, cho nên nó cực kỳ mềm luôn. Và cúc của nó được thiết kế là cúc bấm đồng. Đó, toàn bộ là túi ốp hết anh các chú ạ. Mã B61, bụng 52 và dài 56. Giá là 150.000 cho mã B61 ạ. Mã B62 này, một em áo kaki màu đen. Một em áo kaki màu đen, con này các anh các chú mình mặc vào mùa hè hay là mùa thu đông đều hợp ạ. Mã B62, bụng 52 và dài 61. Mã B62, bụng 52 và dài 61 anh các chú. Anh các chú đợi em đo lại cái phần chiều dài một xíu. Bụng 52 và dài 61 anh các chú nhá. Mã B62, chất vải kaki rất là dày. Những con áo này thì nó rất là quen thuộc cái kiểu dáng như thế này rồi, toàn bộ túi ốp, xong có hai cái túi có kéo khóa đồng và hai cái túi rất là to có khóa dán ở ngực luôn. Mã B62, bụng 52 và dài 61, 150.000. Em Thanh lên mã B63 này. Một em áo chất vải kaki mỏng với tông màu của màu nó có nó là màu trắng kem. Mã B63. Vai 56 và bụng 66 anh nhá chú ạ. Vai 56 và bụng 66, con này thì form size khá là to. Nó sẽ thiết kế là có 3 túi ốp có nắp cài anh nhá chú nhá. Khóa thì nó là khóa đồng và nó sẽ là cổ trụ như thế này. Sẽ phù hợp để anh nhá chú mình mặc mùa thu đông hơn ạ. Đó. Và phần ở phía dưới này đây của nó thì sẽ thiết kế là kiểu dáng bomber, có đường may chun. Mã B63, vai nặng, em xin lỗi ạ, bụng 56 và dài 66. Mã B63, bụng 56 và dài 66 ạ. Em lên mã B64, một con áo với tông màu xanh than ngay chú ạ. Mã B64, bụng 56 và dài 67. Nó là chất vải kaki phối bên lưới các anh các chú nhá. Phía trước của nó thì cũng khá là nhiều túi đây, nó có đều là túi hộp này các anh các chú ơi. Đó, trông nó thế thôi nhưng mà nó đều là túi hộp đấy ạ. Có kéo khóa lên khá là cao cổ tim. Phía đằng sau lưng thì cũng có phối với một chút lưới ở giữa lưng. Phía phần trước ngực này đây ạ, nó cũng có phối với lưới từ phần vai đến ngực nhé anh em chú nhá. Còn chất vải của nó sẽ là vải lưới cộng với kaki. Con này thì đây ạ, bên trong cái phần mà kaki của nó ấy, ở phần mặt trước đây này, còn nó cũng đều được lót lưới này anh em chú ơi. Cực kỳ tiện dụng, màu đẹp, màu xanh than ạ. Mã B64, bụng 56 và dài 67 ạ, 150.000. Mã B. Em lên mã tiếp theo ạ, mã B65. Mã B65, bụng 52 và dài 55. Con này thì cái form của nó các anh chú mặc nó sẽ kiểu dáng nó ngắn nhá. Cái này sẽ phù hợp với các anh chú mặc cao cỡ khoảng tầm 1m63 trở lại. Mã B65, bụng 52 và dài 55 ạ. Đó, với tông màu của nó sẽ là tông màu trắng kem, có 4 túi có nắp và nắp bằng đồng và là được thiết kế cúc bấm đấy ạ. Mã B65, bụng 52 và dài 55 các anh các chú ạ. 150.000 chất vải kaki. Chất vải kaki với tông màu trắng kem, mã B65, bụng 52 và dài 55 ạ. Em lên mã B66. Mã B66 á, bụng 56 và dài 58 anh em chú nhá. Con này thì nó là áo lưới, trông nó như kiểu cái lưới á, lưới đánh cá luôn anh em chú nhá. Hợp với các anh em chú mình mặc theo kiểu thời trang phong cách, hoặc là các anh em chú mình thích mặc đi câu rồi là mặc đi phượt mùa hè để được rất là nhiều đồ, nó có nhiều túi lắm. Đây này có túi to, túi nhỏ đủ cả đây các anh em chú ạ, toàn bộ nó là túi hộp. Toàn bộ nó là túi hộp, nó phối lưới thì là màu đen. Còn cái phần túi của nó đây thì là chất vải kaki với tông màu là màu be các anh các chú nhá. Mã B66, bụng 56 và dài 58 ạ. Đó, cực kỳ là phong cách luôn. Bụng 56 dài 58 này, mã B66 ạ. Mã B67, bụng 50 và dài 55. Bụng 50 và dài 55, mã B67. Con này thì cái chất của vải của nó chất đũi các anh các chú ạ, của hiệu Nicolai, chất đũi này rất là mềm mại các anh các chú, mặc mùa hè nó cũng khá là mát đấy. Mặc mùa hè những con này mình khoác thì nó không bị mất nhiệt ở cơ thể ấy, cho nên là nó sẽ cực kỳ mát luôn. Nó là chất đũi mà, tông màu của nó sẽ là tông màu be các anh các chú nhá. Nó thiết kế 4 túi ở phía trên,
Ở phía trên này nó có hai túi này, ở dưới này thì nó lại là túi túi hộp luôn các anh các chú nhá. Mã B67, bụng 50 và dài 55. Chất vải đũi ạ, 150.000. Em Thanh lên mã B68, bụng 61 và dài 70, con này form rất là to. Anh em chú ạ, các anh em chú mà tầm 80-85 cân vẫn mắc vừa. Tông màu của nó sẽ là tông màu kem anh em chú ạ. Mã B68 nhá, nó là phối kaki, cái phần túi của nó đây, thì là sẽ chất vải kaki mỏng. Còn lại của nó thì sẽ là lưới như thế này. Rất là mát, mùa hè thì mặc cái này các anh em chú mình mặc đi phượt hoặc là mình mặc mùa hè mình khoác đấy. Đó, cực kỳ phong cách luôn, chất vải mỏng nhẹ vô cùng. Tông màu này cũng dễ mặc anh nhá chú ạ. Nó sẽ có 4 túi, nó sẽ có 4 túi ở phần hai túi trên này có khóa dán và hai túi dưới có cúc cài. Mã B68, bụng 61 và dài 70 anh nhá chú ạ. Em Thanh lên mã B69 này, một im áo với tông màu xanh than, chất vải kaki, bụng 50 và dài 61, mã B69, bụng 50 và dài 61 ạ. Đó. Tất cả cái phần túi của nó là túi ốp anh nhá chú nhá. Đó, phần cúc của nó thì là sẽ là cúc bấm bằng đồng, có hai cái khóa bằng đồng ở hai bên này nữa các anh các chú ạ. Cái phần cổ của nó là cổ tim cũng khá là cao. Các anh các chú mình mặc mùa hè hay mùa thu đông đều hợp với chiếc áo như thế này. Mã B69, bụng 50 và dài 61, 150.000, chất vải kaki màu đen các anh các chú, màu xanh than ạ. Em Thanh lên mã B70. Mã B70 con này là chất vải đũi các anh các chú nhá, chất vải đũi màu cà màu ghi. Mã B70, bụng 51 và dài 61 các anh các chú ạ. Bụng 51 và dài 61 nhá. Con này thì mặc rất là mát, mặc cực kỳ mát luôn và nhẹ lắm. Nó sẽ là thiết kế có 3 túi này, 4 túi chứ. Một túi hộp ở phần trên ngực đây, có túi này, túi zip. Ngoài ra thì có hai túi hộp khá là to ở phía dưới này các anh các chú ơi. Kiểu dáng rất là đơn giản. Các anh các chú kể cả thích những cái phong cách nó không hầm hố quá thì có thể mặc những chiếc áo như thế này đấy ạ. Mã B70, bụng 51 và dài 61 các anh các chú ạ, 150.000. Chất vải đụi mềm sụn tay luôn. Em Thanh lên mã B71. Mã B71 ạ, một em áo lưới phối kaki. Bụng 54 và dài 64. Mã B71 con này này, một em áo hiệu not glim. Đó, nó sẽ là cái phần túi của nó thì chất vải kaki đây. Còn lại thì nó sẽ là lưới các anh chú nhá. Túi toàn bộ nó thiết kế là túi hộp. Lưới vô cùng nhiều. Mã B71 này, bụng 54 và dài 64. 150.000. Đấy. Con này đẹp này các anh các chú ơi, hiệu K2. Một con K2, con này nó sẽ phối với vải gió, vải của nó là vải gió phối với lưới. Nó sẽ phù hợp các anh các chú mình mặc mùa thu đông. Cái này thì cái phần nó sẽ giữ ấm được cái phần cổ. Nói chung là nó lưới thế thôi, nhưng mà nếu các anh các chú mặc cái hôm mà thời tiết nó hơi hơi se lạnh ấy, nó cũng cảm giác nó sẽ ấm hơn so với các anh các chú mặc một chiếc áo đấy ạ. Mã B72, bụng 57 và dài 68 các anh các chú ạ. Mã B72, bụng 57 và dài 68 nhé. Mã K2 tông màu xanh than. Con này thì nó sẽ là có hai túi ở hai bên có kéo khóa đây. Cái phần giữa ngực và phần sau lưng của nó lưới. Rất là xịn sò luôn. Nó phối với lại gió các anh các chú ạ. Cổ trụ kéo cao thế này, anh chú mặc đi tập thể dục buổi sáng ấy, cực kỳ hợp. Mã B72, bụng 57 và dài 68 các anh các chú ạ. Em lên mã B73 này. Mã B73, một con áo với tông màu nâu. Bụng 57 và dài 64 ạ. Mã B73, bụng 57 và dài 64 nhá. Con này thì nó sẽ là cũng khá là nhiều túi, cũng cực kỳ nhiều túi luôn. Đó, túi trên, túi dưới đầy đủ. Và tất cả cái phần túi của nó thì đều có khóa dán hoặc có kéo khóa như thế này. Chất vải kaki mỏng nhẹ. Các anh các chú mặc mùa hè hay là thời tiết mùa thu đông đều được. Tông màu này mặc lên rất là tây và dễ mặc. Mã B73, bụng 57 và dài 64 các anh các chú ơi. Chất vải cực kỳ mềm luôn. Con này thì phía bên trong của nó, cái mặt trước của nó đây, nó còn lót với một lớp gió dù nữa các anh các chú ơi. Nếu anh các chú mặc vào thời tiết mùa thu đông ấy, cũng có tác dụng là giữ ấm cơ thể đấy ạ. Mã B73, bụng 57 và dài 74 ạ, 150.000. Con này xịn này các anh các chú ơi. Con này rất là xịn, áo của Dead Center, vải gió dù. Mã B74, bụng 69 và dài 63. Mã B74 ạ, bụng 69 và dạng bụng 49 và dài 63 các anh các chú nhá. Con này để các anh các chú mặc thời tiết mùa thu đông đi tập thể dục hoặc là mặc ở nhà cực kỳ đẹp luôn. Với chất liệu của nó đây các anh các chú này, gió thun. Một em áo hiệu Dead Center có một cái logo ở trước ngực. Cổ nó sẽ thiết kế là dáng cổ tàu các anh các chú nhá. Dáng cổ tàu. Đây, form size của nó form size 100. Tuy nhiên cái form này nó là form dáng slim fit các anh các chú ạ. Nó không quá rộng đâu. Để em xem.
Con này nó sẽ là có hai túi kéo khóa giọt lệ ở hai bên đây. Chất vải của nó sẽ là co giãn nhá các anh các chú. Này, mặc cực kỳ thoải mái luôn. Các anh các chú mà bình thường mặc quần cái vòng bụng của các anh các chú mà tầm cỡ khoảng tầm 9 90 đổ lại thì sẽ mặc được vừa con áo này. Con này thì nó sẽ không phải thiên về cái phong cách kiểu hầm hố đâu, nhưng mà nó rất là thời trang, nó cực kỳ thời trang. Đó, chất vải có siêu co giãn luôn, cực kỳ xịn sò màu xanh hải quân các anh các chú ạ. Xịn lắm, nó sẽ phối với chất gió thun đấy với lại cái chất vải này, chất thun lạnh nhá. Mã B74. Bụng 49 và dài 63 các anh các chú ạ. Cực kỳ xịn sò, hiệu Red Center, 150.000 thôi. Con này á là nó chắc ở trong kiện gió. Nó trong kiện gió nhưng mà làm hàng thì bỏ luôn ra bán. Mã B74. Bụng 49 và dài 63 các anh các chú ạ, màu xanh hải quân, 150.000. Em Thanh lên mã B75. Ở bụng 47 và dài 55, mã B75 ạ. Bụng 47 và dài 55 các anh các chú nhé, chất vải kaki rất là dày dặn. Con này thì nó sẽ là áo hai lớp anh các chú ơi, hợp với thời tiết mùa thu đông nhá. Nó là áo áo chất vải kaki hai lớp đây. Cực kỳ nhiều túi luôn. Cái này á các anh các chú mình kiểu là phù hợp để các anh các chú mình đi săn ấy, đi săn hoặc đi câu. Rất là hợp, túi nhỏ nhiều này, ở phía dưới thì nó sẽ hai cái túi hộp cực kỳ to. Đó. Với tông màu nâu, con này thì là chất vải, vải của nó sẽ là vải hai lớp. Ủa, bên trong nó cũng có túi nữa các anh các chú này. Bên trong vẫn có túi có kéo khóa đầy đủ nhá. Cực kỳ là hầm hố luôn, tuy nhiên form nó hơi nhỏ. Mà cái này các anh các chú mình có thể khoác bên ngoài cũng được. Khoác bên ngoài mục đích là mình mặc kiểu cho nó để đồ hoặc với lại các anh các chú mà thiên hướng về cái thời trang phong cách. Đây ạ. Chất chơi không? Đấy các anh các chú ơi, sau nó còn có những cái móc như thế này này để mình móc đồ vào. Phía đằng sau của nó đây. Còn lại còn hai cái túi nhỏ này nhá. Xong rồi là có cái kéo khóa này để mình để đồ sau lưng như một cái ba lô các anh các chú ạ. Xịn sò cực kỳ luôn. Mã B75. Bụng 47 và dài 55 ạ. Bụng 47 và dài 55 các anh các chú nhá. 150.000 cho con này. Con này nếu mà các anh các chú mà người người to hơn cái áo ấy, anh chú mình khoác bên ngoài như thế này cũng rất là chơi, nó giống kiểu áo giáp. Đó, các anh các chú thấy không? Nó giống áo giáp của anh các chú nào mà chơi đồ lính ấy, nhìn là hình dung ra ngay. Mã B75, bụng 47 và dài 55 ạ, 150.000. Em lên mã B76 này. Con này là một con áo gió để các anh các chú mình mặc thời tiết mùa thu đông. Bụng 55 và dài 67 các anh các chú ạ, một con áo gió phía bên ngoài lớp gió rất là mỏng nhẹ, phía bên trong của nó lót lót nỉ các anh các chú nhá. Đó. Với tông màu của nó là tông màu ghi, có dây kéo đầy đủ này. À, nó sẽ có ba cái túi thì đều có khóa luôn. Cổ thì thiết kế là dáng cổ trụ, con này hiệu Black da của Hàn. Hiệu Black da của Hàn, con này thì mặc các anh chú mặc mùa thu đông ở nhà hoặc là các anh chú mặc đi tập thể dục, đi đạp xe ấy, cực kỳ tiện dụng luôn. Nó không, nếu các anh chú mà mình vận động nhiều mà mình mặc cái áo dài tay, áo gió ấy, nhiều khi mình sẽ cảm giác là nó cũng khó chịu. Thì mặc một chiếc áo như thế này các anh chú ạ, siêu đẹp luôn. Tông màu ghi, mã B76. Bụng 55 và dài 67 ạ, 150.000 cho một em black da. Em Thanh lên mã B77. Một em áo chất vải đũi, tông màu của nó sẽ là màu kem anh nha chú ạ. Mã B màu không. Con này màu vàng cát nhạt. Mã B77. Bụng 54 và dài 59. Mã B77. Bụng 54 và dài 59 anh nha chú nhá. Tất cả cái phần túi của nó đây rất là to và nó sẽ có cúc cài. Đó. Túi kép. Tất cả là sẽ có 6 túi này và cái phần cúc của nó được được thiết kế cúc khá là to, chất vải là chất vải đũi, anh em chú mặc mùa hè hay mùa thu đông đều được ạ. Tông màu vàng cát nhạt, mã B77, bụng 54 và dài 59 anh em chú ơi, chất vải đũi rất là mềm, 150.000. Em Thanh lên mã B78, bụng 50 và dài 60 ạ. Mã B78 này, một em áo chất vải kaki màu xanh than anh em chú ạ. Con này cũng rất là kiểu dáng quen thuộc rồi. Toàn bộ cái phần túi của nó sẽ là túi ốp và thiết kế là cúc bấm bằng đồng, hai bên nó sẽ có hai cái túi rất là to. Mã B78, bụng 60 và dài 60, mặc mùa thu đông hay mùa hè cũng được ạ. Em Thanh lên mã B79. Mã B79, bụng 54 và dài 57 các anh các chú ạ, chất vải kaki mỏng. Con này là kaki mỏng màu ghi sáng ạ, mã B79, bụng 54 và dài 57 các anh các chú nhá. Con này thì nó cũng rất là nhiều túi ở phía đằng trước đây. Và cái phần cúc của nó thì toàn bộ nó là cúc bấm bằng kim loại. Mã B79, bụng 54 và dài 57 ạ. 150.000 cho mã B79, mềm cực kỳ luôn, chất vải kaki mềm.
Mã B80 ạ. Mã B80 em lên một em áo với tông màu vàng cát. Mã B80. Bụng 52 và dài 58. Bụng 52 và dài 58. Tất cả cái phần túi của nó đều thiết kế là túi hộp đây các anh các chú nhá. Túi hộp có khóa dán. Đó, túi rất là to và nó sẽ có một cái đai, à có một cái gọi là cái cài chứ, cái cài từ đó, nó cài sang bên này. Con này các anh các chú mặc mùa hè hay mùa thu đông đều được ạ. Chất vải kaki rất là mềm mại, nhẹ nhàng. Mã B80, bụng 52 và dài 58 các anh các chú ạ. Bụng 52 và dài 58 nhé, cho mã B80 để túi hộp của nó. Cái này thì nó toàn bộ là túi hộp nhưng mà trông nó cũng kiểu nó không bị quá hầm hố ấy. Cực kỳ dễ mặc các anh các chú, ai theo phong cách nào cũng mặc được ạ. Mã B80, bụng 52 và dài 58 á. Em Thanh lên mã B81 này. Một em áo chất vải kaki với tông màu của nó sẽ là màu nâu nhạt. Mã B81, bụng 51 và dài 60. Mã B81, bụng 51 và dài 60. Các anh nha chú ạ. Chất vải kaki. Con này thì nó sẽ túi ở phần trên của nó là túi hộp, ở phía dưới là túi ốp ạ. Toàn bộ cái phần cúc của nó sẽ là thiết kế cúc bấm bằng đồng. Có hai cái túi rất là to ở hai bên này các anh nha chú này. Đó, chất vải kaki. Cực kỳ đứng form. Mã B81, bụng 51 và dài 60. Mã B81 ạ, 150.000. Em Thanh lên mã B82. Con này hôm trước không biết bao nhiêu các anh các chú hỏi nhưng mà em ship đến thì tại vì là đúng vào cái đợt mà mưa, đợt miền Bắc mình bị ảnh hưởng bão ấy. Thế là khách hàng mãi về sau shipper mới liên hệ được để ship cho khách thì khách lại từ chối không có xem hàng luôn. Đó, một con áo mã B82 tông màu ô liu nhá. Hôm nay em Thanh cũng bán có 150.000 thôi ạ. Mã B82, bụng 48 và dài 52. Đó, con này nó toàn bộ cái phần của túi của nó sẽ là túi ốp và nó sẽ là cúc bấm bằng kim loại các anh các chú ạ. Màu cực kỳ là đẹp luôn. Các anh các chú luôn thích những cái tông màu như thế này. Mã B82, bụng 48 và dài 52, 150.000. Em Thanh lên mã B83. Mã B83, một em áo tông màu nâu nhạt ạ. Cái này nó là màu nâu nhạt. Nó phối kaki với lại lưới các anh các chú ạ. Mã B83, bụng 55 và dài 58 ạ. Bụng 55 và dài 58 các anh các chú nhá. Nó sẽ có phần lưới, có phần lưới ở trước ngực và phần lưới ở sau lưng. Còn lại thì cái phần túi mà những cái vị trí khác thì nó sẽ là chất vải kaki. Toàn bộ nó thiết kế là túi hộp đấy các anh các chú ơi. Túi hộp rất là to nhá. Đó. Trông rất là hầm hố. Mã B83, bụng 55 và dài 58 các anh các chú ạ. Cực kỳ dễ mặc, anh các chú mặc mùa thu đông hay là mặc mùa hè đều được. Mã B83, bụng 55 và dài 58, giá 150.000 ạ. Em Thanh lên mã B84, con áo gilet với tông màu đen kẻ xương cá. Mã B84, bụng 52 và dài 61 các anh các chú ạ. Mã B84, bụng 52 và dài 61 nhé. Chất vải kaki rất là dày dặn. Con này thì toàn bộ cái phần túi của nó sẽ là túi ốp, có hai túi, có hai túi to ở hai bên. Đây chất cái vải của nó vải kaki xương cá. Mã B84, bụng 52 và dài 61 ạ, 150.000, cầm nặng chịch tay này. Cái này nó sẽ hợp với thời tiết mùa thu đông hơn các anh chú nhé, chất vải nó dày. Mã B84, bụng 52 và dài 61. Em Thanh lên mã B85. Một em áo với tông màu của nó sẽ là màu này là màu kem, màu ghi sáng các anh các chú ạ. Mã B85, bụng 55 và bụng 53 và dài 55. Con này thì các anh các chú mình mặc theo cái form ngắn nhá. Nó rất là nhiều túi hộp, kỳ hầm hố luôn. Ở các anh các chú mình khoác bên ngoài như thế này cũng được, mình khoác ở bên ngoài. Đấy, để đồ siêu nhiều luôn để mình đi phượt hoặc là mình đi câu ấy, rất là đẹp, các anh các chú mình cài lên. Và cái form này nó là dáng form ngắn. Form này nó là form ngắn nhá các anh các chú ơi. Mình sẽ mặc kiểu trên cả cặp quần nó giống áo giáp đấy ạ. Mã B85, bụng 53 và dài 55 ạ. Chất vải kaki mỏng. Tông màu này thì cũng cực kỳ dễ mặc rồi. Cắt túi phần túi của nó đây hợp hố vô cùng. Mã B85, bụng 53 và dài 55. Em Thanh lên mã B86 á. Mã B86 một em áo kaki màu đen. Bụng 55 và dài 70. Mã B86, bụng 55 và dài 70 các anh các chú ạ. Con này thì nó sẽ thiết kế toàn bộ là túi hộp. Toàn bộ là túi hộp nhưng kiểu dáng nó rất là đơn giản nhá. Nó chỉ có cái một cái khóa kim loại thôi. Còn lại cái phần túi của nó lại thiết kế cực kỳ đơn giản, form size khá là to.
mã B86, bụng 55 và dài 70 các anh các chú ạ. Chất vải kaki, dày dặn các anh các chú, mặc mùa hè hay mùa thu đông đều được. Là bởi vì cái chất vải đó là kaki, như 100% là kaki cốt tông. Mã B86, bụng 55 và dài 70. Em Thanh lên mã B87. Mã B87 ạ. Một em áo chất vải gió dù phối với lại lưới các anh các chú ạ. Mã B87, bụng 52 và dài 62 ạ. Bụng 52 và dài 62 các anh các chú nhá. Tất cả các phần túi của nó thì là chất vải gió này, phía đằng sau lưng, ở trước của nó thì lại là lưới ạ. Cái này sẽ phù hợp với các anh các chú mình mặc đi săn, đi phượt hoặc là đi câu các anh các chú ạ. Hoặc là nó theo thời trang phong cách là kiểu hầm hố một chút ấy. Mã B87, bụng 52 và dài 62, 150.000 anh các chú ơi. Em Thanh lên mã B88, mã B88. Bụng 55 và dài 66, mã B88 á. Nó sẽ là phối với vải kaki, caro và lưới anh các chú nhá. Đó, tông màu của nó, cái phần lưới của nó thì sẽ là màu nâu nhạt. Còn cái phần kaki thì nó sẽ nhạt hơn một chút. Phía đằng sau lưng có một cái túi rất là to này các anh các chú ạ, mà mình có thể để đồ nó giống như một cái ba lô. Đó. Cái này thì phù hợp để các anh các chú mình đi phượt, đi chợ, đi chơi. Mã B88, bụng 55 và dài 66. Mã B88 á, bụng 55 và dài 66 các anh các chú nhá. Tất cả các phần túi của nó thì đều thiết kế là túi hộp ạ. Mã B86, 88. Em lên mã B89 này. Mã B89 á, một em áo với tông màu của nó là màu rêu cốm. Mã B89, bụng 60 và dài 65. Bụng 60 và dài 65, chất vải nó sẽ là chất vải đũi anh nha chú ạ. Chất vải đũi và nó là áo hai lớp. Phía đằng sau của nó này, nó lót lưới nhá. Đó, còn trước của nó thì là hai, nó cũng là một lớp thôi. Trước thì nó là một lớp. Nó cũng bốn túi cực kỳ to luôn, túi hộp toàn bộ anh nha chú ạ. Mã B89, bụng 60 và dài 65. Kiểu này thì mặc kể mùa hè hay mùa mùa thu đông đều được ạ. Mã B89, bụng 60 và dài 65. Em lên mã B90. Mã B90, con áo với chất vải của nó sẽ là chất vải gió dù kẻ. Cái này nó là vải gió dù các anh các chú ạ, hợp để các anh các chú mặc thời tiết mà hơi hơi se lạnh hoặc là mình đi đường buổi tối á. Mã B90, bụng 53 và dài 57 các anh các chú ơi. Bụng 53 và dài 57, con này nó sẽ là vải, thiết kế là vải họa tiết kẻ các anh các chú ạ. Đó, tất cả phần túi của nó đều là túi ốp này, may may nó sẽ là có cái nắp túi. Mã B90, bụng 53 và dài 57 ạ, 150.000. Đẹp lắm, màu này cực kỳ đẹp luôn, màu nâu sáng ạ. Mã B91, em lên mã B91 này. Một con áo với chất vải của nó sẽ là chất vải kaki các anh các chú ạ, phối một chút xíu lưới thôi. Chất vải kaki, phần đằng trước của nó sẽ là hai lớp nhá. Cái này nó là chất gió thì đúng hơn các anh các chú ạ. Đó, rất là nhiều túi hộp phía trước cực kỳ hầm hố. Cái này hợp với anh các chú mặc thời tiết mùa thu đông hoặc là các anh các chú mình đi đường đi phượt đấy ạ thì sẽ hợp nhá. Với tông màu của nó sẽ là màu kem. Mã B91, bụng bụng 52 ạ, bụng 52 và dài 63 các anh các chú ạ. Bụng 52 và dài 63, túi hộp rất là nhiều. Mã B91, bụng 52 và dài 63, 150.000. Em lên mã B92 này, một em áo hiệu Forecast. Mã B92, bụng 52 và dài 62. Cái này thì nó sẽ là lưới màu đen và phối với lại màu màu kem nhá, trắng kem anh nha chú ạ. Mã B92, bụng 52 và dài 62, lưới rất là nhiều. Đó, tất cả cái phần túi của nó thì là chất vải kaki, còn lại thì nó sẽ là lưới anh nha chú ạ. Đó, nó sẽ túi hộp này. Mã B92, bụng 52 và dài 62 ạ, 150.000. Lại một con giống y chang như thế luôn. Con này là bụng 54 và dài 61. Con này thì form size của nó lớn hơn một chút các anh các chú nhá. Mã B93, bụng 54 và dài 61 ạ. Đây, lưới phối với lại màu với lại cái chất vải kaki. Kaki màu trắng kem ạ. Mã B93, bụng 54 và dài 61. Toàn bộ túi của nó túi hộp ạ. 150.000 cho mã B93. Em Thanh lên mã B94. Bụng 52 và dài 67. Con này thì chất vải là chất vải đũi anh các chú ạ. Rất là mềm mại nhẹ nhàng, tông màu ghi kẻ trắng phối với ghi anh các chú ạ. Nó sẽ là có 3 túi và nó có nắp.
Mặc thời tiết mùa hè thì cũng khá là thoáng mát, bởi vì nó là 100% kiểu là chất đũi thì nó mát đấy các anh các chú. Mã B94, bụng 52 và dài 67 các anh các chú ạ, cực kỳ nhẹ nhàng, không hề hầm hố đâu. Cái này sẽ phù hợp với các anh các chú mà thích kiểu phong cách đơn giản ạ. Mã B94, bụng 52 và dài 67 ạ. Em Thanh lên mã B95. Con này thì nó chất vải kaki, cái này nó kiểu vải vải bố các anh các chú ạ. Mã B95, bụng 51 và dài 57. Bụng 51 và dài 57 ạ. Con này vải chất nó rất là xịn luôn. Đó, nó sẽ thiết kế toàn bộ là túi ốp này và có hai cái túi to ở hai bên. Phần cúc của nó sẽ là cúc bấm bằng đồng, mã B95, bụng 51 và dài 57 các anh các chú ạ, chất vải kaki dày dặn. Mã B96. Con này thì nó sẽ là form ngắn để các anh các chú mình khoác hoặc là mình mặc, xác định là phải mặc trên quần, trên cả quần đấy các anh các chú ạ. Mã B96 ạ. Mã B96, bụng 54 và dài 46 nhá. Cái này thì kiểu nó sẽ là thiên hướng thời trang phong cách là chính thôi. Đó, chất vải kaki, cái phần túi của nó đây sẽ rất là to và cái phần vai của nó nhỏ ấy. Cái phần vai của nó nhỏ các anh các chú ạ, trông nó giống kiểu một chiếc áo giáp. Phía đằng sau lưng của nó thì sẽ có một cái túi bự chà bá luôn. Phía đằng trước thì là toàn bộ là túi hộp với tông màu nâu cát ạ. Mã B96 này, bụng 54 và dài 46 các anh các chú nhá. Cái này em nói luôn là các anh các chú mặc thì nó tầm ngang ngang phần trên cặp quần, trên cặp quần nó chỉ đến bụng của các anh các chú thôi. Mã B96, bụng 54 và dài 46 ạ, 150.000. Mã tiếp theo em lên mã B97. Nó có con áo chất vải kaki ạ, bụng 48 và dài 57, mã B97. Nó sẽ là toàn bộ cúc túi ốp này. Và cái phần cúc của nó là cúc bấm kim loại các anh các chú nhá, có hai túi rất là to. Mã B97, là chất vải nó là vải kẻ màu ghi. Bụng 48 và dài 57 ạ, mã B97. Bụng 48 và dài 57. 150.000. Em lên mã B98, B98. Bụng 47 và dài 61 ạ. Bụng 47 và dài, anh em chú đợi em một xíu để em đo lại cái phần bụng, hình như là đang hơi sai sai cái phần bụng. Bụng 49 ạ. Bụng 49 và dài 61 anh em chú ạ. Mã B98 này, chất vải của nó sẽ là chất vải kaki mỏng và cái phần túi của nó sẽ toàn bộ là túi ốp, thiết kế rất là đơn giản, tông màu ghi các anh em chú ạ. Mã B98, bụng 49 và dài 61, chất vải kaki mềm mại cực kỳ nhẹ nhàng. Em Thanh lên mã B99. Mã B99 ạ, một em chất vải đũi, tông màu của nó sẽ là màu màu nâu nhạt các anh các chú ạ, màu nâu rất là nhạt đấy. Mã B99, bụng 54 và dài 64. Bụng 54 và dài 64 các anh các chú ạ, chất vải đũi. Các anh các chú mặc mùa hè hay mùa thu đông đều được. Con này nó thiết kế rất là đơn giản. Nó sẽ có bốn túi nhá. Trên này thì cũng có một cái túi này, một túi đứng này và ba túi này thì sẽ có nắp. Thiết kế cực kỳ đơn giản. Mã B94, bụng 54 và dài 64 các anh các chú ạ, chất mỏng nhẹ nhàng lắm. Mã B100 ạ, với tông màu của nó là màu ghi. Mã B100, bụng 53 và dài 62. Bụng 53 và dài 62. Toàn bộ cái phần túi của nó sẽ là thiết kế túi ốp và cúc thì là cúc kim loại các anh em chú nhé, có hai túi rất là to ở phía trước. Tuy nhiên con này thì cái chất vải của nó sẽ là mỏng thôi, nó không phải là cái chất kaki dày đâu ạ. Tông màu ghi, mặc cực kỳ là khỏe khoắn và dễ mặc anh em chú ạ. Mã B100, bụng 53 và dài 62, mã B100 ạ. Chất vải cũng khá là nhẹ nhàng, tuy nhiên các anh em chú mặc mùa hè hay mùa thu đông đều được. Mã B100, bụng 53 và dài 62. Mã B101, B101, bụng 56 và dài 64. Bụng 56 và dài 64 các anh các chú nhá. Một con áo với chất vải của nó là chất vải đũi nhăn, tông màu nâu phối với màu trắng các anh các chú này. Form dáng rất là đơn giản thôi. Nó sẽ là thiết kế có bốn túi, ba túi hộp ạ và có một túi đứng ở đây. Con này thì các anh các chú mặc mùa hè hay mùa thu đông đều được các anh các chú nhá. Tuy nhiên thì cái chất vải của nó mỏng nhẹ thôi. Đó, mã B101. Tông màu này cực kỳ đẹp các anh các chú ơi, nó là áo họa tiết kẻ. Mã B101, bụng 56 và dài 64, 150.000 ạ. Form size khá là to. Em Thanh lên mã B102 cũng là mã cuối cùng ngày hôm nay. Mã B102,
bụng 53 và dài 63, nó sẽ là chất vải kaki mỏng phối với lưới các anh các chú ạ. Với tông màu của nó sẽ là màu xanh ngọc phối lưới đen ạ. Đó, rất là đơn giản thôi. Và cái phần cúc của nó, cái phần khóa của nó, khóa của nó với màu màu vàng đồng các anh các chú ạ. Đó, nó sẽ thiết kế cực kỳ nhẹ nhàng, chất mỏng nhẹ. Mã B102, bụng 53 và dài 63 các anh các chú nhá. Đó. Toàn bộ cái phần túi của nó sẽ là túi ốp. Túi ốp có nắp mã B102, bụng 53 và dài 63, 150.000. Như vậy là ngày hôm nay em Thanh đã lên tất cả hơn 50 sản phẩm áo di lê túi hộp hàng của Nhật. Đồng giá là 150.000 một sản phẩm và miễn phí ship giao hàng toàn quốc khi anh chú mình đặt hàng và nhận hàng ạ. Em xin cảm ơn tất cả quý khách hàng đã theo dõi kênh của em ngày hôm nay và hẹn gặp lại quý khách hàng ở những video tiếp theo. Em Thanh xin cảm ơn và xin chào.